có tới hàng chục nghìn nạn nhân bị dẫn dụ, lôi kéo tham gia vào một ứng dụng đầu tư tiền ảo, rồi bất ngờ bị đóng tài khoản. Người ít thì mất vài chục triệu, người nhiều thì mất tới cả chục tỷ đồng. Hiểu biết về cái công nghệ blockchain, về những cái đồng tiền điện tử còn hạn chế, cũng chưa được đào tạo hoặc chưa được va chạm nhiều nên là rất dễ bị lừa. Tôi nhìn thấy lợi nhuận nó cao, tôi bỏ hết gần 30 mấy tỷ. Hiện thế giới có hơn 5.000 loại tiền kỹ thuật số, tiền ảo. Việc số đông người dân chưa hiểu rõ các khái niệm này và các kiến thức cơ bản về tài chính là kẽ hở khiến cho số nạn nhân bị lừa đảo đầu tư ngày càng tăng. Các cái mạng xã hội cũng như là các cái trang web để tìm kiếm các cái việc làm, cũng như là một số người đang trong tình trạng khó khăn về việc làm. Tội phạm nó có nhiều cái điều kiện tốt hơn khi tiếp cận được với cái những người bị hại để mà nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhằm góp phần hạn chế thực trạng nhức nhối này, một cuốn sách về giáo dục tài chính với những cảnh báo đáng chú ý cùng nhiều vấn đề được quan tâm hiện nay như trái phiếu, chứng khoán, tiết kiệm và quản lý tài chính đã được truyền tải qua hơn 30 câu chuyện lồng ghép với các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ giúp dễ hiểu, dễ nhớ. Kinh tế vĩ mô, lạm phát, thiểu phát, tỷ giá hối đoái là những cái khái niệm mà không phải ai ở trong xã hội cũng được học. Cách mà để đại chúng, để toàn dân mà hiểu được là phải thật đơn giản, ngôn từ phải rất đời thường. Người dân là trung tâm, là chủ thể của chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, nên việc cải thiện hiểu biết và kỹ năng để người dân thấy được sự tiện ích, an toàn khi sử dụng sẽ giúp thúc đẩy tài chính toàn diện và bao trùm.